À, chị Loan, chị Loan ơi, cười lên cái chị Loan ơi. Rồi fan quá fan ha. À, đó Thành trời. Fan quá. Xuống tới chùa Châu Đốc rồi fan quá chừng luôn hả chị? Rồi chị Long đi đường này nè chị. À, chị Long sẵn đi la nè cô chú anh chị ơi. Thôi chị Long đi qua bên đây rồi nè. Hiền Long đang lại bà nè cô chú anh chị. Hiền Long đang lại bà ha. Chị về hả? Về làm để thay đồ. Anh điện thoại chị đâu? Dạ lấy đi tụi. Rồi chị Long về à, cô chú anh chị ơi. Chị về make up hả? Chị sẵn về make up rồi đó chị chuyện này chị sạn về make up là chị vô chị hát nè cô chú anh chị ơi. Mưa sao chị về được chị Loan? Ở đây gần hơn nè, cổng trước gần hơn chị, mình ra cổng trước. Chị điện ra cổng trước này nó gần hơn nè. Cổng sau rồi đi mất mưa ướt nhẹp hết luôn á. Mưa sao chị? Mưa sao chị về được? Mưa sao đi chạy? Ủa chị không có đem dù hả? Kìa, dạ con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó con. Dạ. Trời ơi mưa quá trời luôn rồi chị Loan ơi. Đi lẹ lẹ lên. Bé buôn bé buôn ơi bé buôn. Ủa mà xe để đâu bên đó cái đó hả? Anh xe hay quá, anh xe hay quá. Anh xe hay quá. Bé buôn đi chùa vui không bé buôn? Trời ơi, che mưa luôn. Bò nghe cái này nó núp mưa hết rồi. Bò nghe cái này thấy mưa núp hết rồi chị ơi. Chờ nghe. Từ từ nghe bé Bun ơi. Chạy 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 rồi dần mở nha. Rồi ơi bé Bun đi chơi vui không bé Bun? Qua cảnh quá trời còn sáng thấy nãy luôn thôi nè. Không có đâu. Trời ơi. Mấy giờ chị mới lại hả chị? Chúc chị đi cổng chính á. Cổng chính cho nó gần chứ đi cổng này xa lắm.
mưa quá mưa rồi. Chạy đi, đâu biết chiếc xe nó ở đâu đâu, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. À dạ, chị ông Loan về sạn make up ha cô chú anh chị. Rồi 7 giờ chị mới diễn ha, chị mới hát. Anh Hải che quá trời luôn. Rồi ướt đầu luôn phải không? Che mà ai cũng ướt hết luôn ạ. Rồi lên xe. Rồi đổi xe cậu Năm rồi cô chú anh chị ơi. Đó cái xe quyền thoại của chú rồi. Rồi hẹn chị Loan 7 giờ gặp nhau nha. Chúc chị Loan rồi. Tới này đi ngu mày vậy. Rồi lên luôn, lên bé Bun. Cố gắng nha chị. Uống sang không chút đó luôn hả? Hả? Bún bún đây đi chú cầm cho. Rồi. Chị ơi nó nhiễu sống luôn rồi chị ơi. Nó giải nhiệt chưa? Trời ơi. Nóng quá nóng bây giờ nó có nước vô cái nó mát lại rồi nè. Nó mát không? Mát rồi nè. Dạ bye bye. Rồi, chào chị nha. Rồi. Chị nói gì quý anh chị về make up tối đi đúng không chị? Về make up tối đi hát. Đứng đó nhìn kìa. Ờ bây giờ mình đi vô. Mình đi vô, rồi mưa vậy mình đi lẹ lên mưa mưa. Dạ không à, mưa gió phủ đời trai à, chị Loan về make up rồi 7 giờ chị Loan hẹn 7 giờ sẽ gặp mấy anh em hát ở chùa Bà đó. Thôi bây giờ mình đi vô trong nè. Thôi mưa quá rồi mưa rồi cô chú anh chị ơi. Mưa mà chạy theo chị Loan quay luôn cho cô chú anh chị xem luôn. Đó. Trời mưa luôn đó cô chú. Mà đi lộ ngoài mưa luôn. Quay cho cô chú anh chị xem. Bởi giờ mới đợi được chị Loan xuống. Thôi chạy lẹ lên. Trời ơi mưa quá rồi. Rồi lên. Cái này nói xong rồi. Trời ơi. Dì Minh đứng quải quải luôn rồi. Mưa quá Dì Minh đứng quải luôn rồi. À.